Trẻ em Nhật ngay từ nhỏ đã được người lớn dạy dỗ về đức tính kiên trì, không bỏ cuộc. Đức tính này theo người Nhật suốt cuộc đời. Họ chăm chỉ làm việc, không từ bỏ mục tiêu đã vạch ra. Ngay cả khi giàu có, họ vẫn không ngừng lao động. Happy Life xin chào các bạn. Đối với người Nhật, họ rất xem trọng việc tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm thời gian. Họ luôn tranh thủ đọc sách hoặc học thêm một kiến thức nào đó để cải thiện năng lực của bản thân. Vì họ tin rằng cách kiếm tiền nhanh nhất và bền vững nhất đó chính là năng lực của bản thân. 1. Dù giàu có nhưng vẫn chăm chỉ làm việc. Thành công, giàu có là mục tiêu ai cũng khát khao hướng tới. Nhưng điều đó đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ và sự kiên trì phấn đấu, sẵn sàng đương đầu với thử thách trong cả một quá trình dài. Chính vì vậy, bạn cần phải làm việc chăm chỉ và cố gắng nỗ lực hết mình. Sự thật, cái mác thiên tài không đảm bảo cho một tương lai thành công. Thành công thực sự đến từ những nỗ lực, sự chăm chỉ làm việc. Trẻ em Nhật ngay từ nhỏ đã được người lớn dạy dỗ về đức tính kiên trì, không bỏ cuộc. Đức tính này theo người Nhật suốt cuộc đời. Họ chăm chỉ làm việc, không từ bỏ mục tiêu đã vạch ra. Ngay cả khi giàu có, họ vẫn không ngừng lao động. Thực tế, có những người Nhật rất giàu có, nhưng họ không khoe khoang hay thể hiện sự giàu có của mình. Họ vẫn chăm chỉ làm việc đến khi không thể làm nữa và xem khối tài sản kia không hề tồn tại. Đây vừa là cách họ làm giàu thêm cho chính mình, vừa làm giàu cho đất nước. 2. Không để tiền nhàn rỗi, luôn tìm cách để tiền đẻ ra tiền. Người Nhật luôn biết cách để cho tiền của mình sinh lợi. Không chỉ người trẻ tuổi của nước này mới kinh doanh đầu tư và làm việc, mà những người lớn tuổi sau khi về hưu vẫn luôn thể hiện tinh thần đầu tư, kinh doanh, làm giàu của mình. Họ thường lựa chọn việc đầu tư online như tham gia đầu tư chứng khoán hoặc đổ vốn vào các hạng mục kêu gọi đầu tư trên mạng. Ngoài ra, họ còn đầu tư vào kiến thức cho con cháu của mình để chúng có thể tự kiếm tiền làm giàu bằng năng lực của bản thân, thay vì để lại cho con cháu một khối lượng tài sản khổng lồ. 3. Tiết kiệm cũng là một cách kiếm tiền, làm giàu. Văn hóa tiết kiệm là một nét đặc trưng của người Nhật. Gần như họ tiết kiệm mọi thứ. Nhiều người sẽ nghĩ đó là ki bo, bủn xỉn, nhưng không. Đối với người Nhật, đó là một cách làm giàu chính đáng của bản thân. Một trong số những phương pháp quản lý tài chính tiết kiệm tiền nổi tiếng nhất của người Nhật đó là phương pháp Kakibo. Ghi lại tất cả những hoạt động tài chính của bản thân một cách có tổ chức sẽ giúp ý thức được rõ ràng những thói quen chi tiêu. Dần dần, trong quá trình ghi chép, họ sẽ dần hiểu ra được mình đang chi tiêu như thế nào. Có đang tiêu quá nhiều tiền cho ăn uống hay chưa đủ tài chính cho những hoạt động văn hóa. Nhận biết được những khoản chi tiêu lãng phí, thiếu hợp lý, giúp điều chỉnh hiệu quả cách chi tiêu, từ đó hoàn thành được mục tiêu tiết kiệm đã đề ra. Là một đất nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, nên người Nhật rất coi trọng những vấn đề liên quan đến thiên nhiên, môi trường. Trong đời sống hàng ngày cũng như công việc, chỉ cần có thể hạn chế được sự ô nhiễm môi trường, họ sẽ cố gắng thực hiện nó. Họ tiết kiệm và làm giàu cho đất nước bằng việc ưu tiên sử dụng hàng nội địa. Đơn giản vì sản phẩm của người Nhật luôn đảm bảo chất lượng và nó được thiết kế bởi người Nhật, nên có những công năng phù hợp nhất đối với người dân của đất nước này. Đúng như truyền thống văn hóa tiết kiệm của người Nhật, để đảm bảo sản phẩm có thể sử dụng được lâu và bền nhất, người Nhật đã nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể. Việc sử dụng đồ tái chế rất được khuyến khích tại Nhật Bản, vì nó vừa tiết kiệm, vừa hạn chế được lượng rác thải ra môi trường. Đã có rất nhiều sản phẩm từ đồ tái chế được tạo ra và mang lại hiệu quả đến bất ngờ. Người Nhật đặc biệt rất tiết kiệm thời gian. Họ luôn tranh thủ đọc sách hoặc đọc thêm một số kiến thức nào đó để cải thiện năng lực của bản thân. Đối với người Nhật, cách kiếm tiền nhanh nhất và bền vững nhất đó chính là năng lực của bản thân. Tiết kiệm là một cách làm giàu phổ biến của người Nhật. Nguồn vốn tiết kiệm của người dân
cũng trở thành một trong những nguồn vốn kinh doanh của đất nước. Tiết kiệm đúng cách và khoa học sẽ mang lại hiệu quả kinh tế không ngờ. 4. Sử dụng thông minh, sáng tạo và con mắt nghệ thuật để làm giàu. Nhật Bản là một dân tộc được biết đến với sự chăm chỉ, thông minh, sáng tạo và con mắt đầy tính nghệ thuật. Họ luôn nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo, mang lại nhiều giá trị kinh tế và nhân văn cho toàn thể nhân loại. Chính những ý tưởng đó giúp họ tạo ra những sản phẩm đầy chất lượng, được hàng triệu khách hàng trên thế giới yêu thích và tin dùng. Nhờ đó, họ có thể bán đi những sản phẩm của mình đến khắp các thị trường và thu về những khoản lợi khổng lồ. Ngoài ra, với con mắt đầy tính nghệ thuật cùng sự tỉ mỉ, chăm chỉ, người Nhật luôn có cách khiến họ trở nên khác biệt với những doanh nhân ở các nước khác. Từ việc thiết lập môi trường sống, văn hóa, trang phục và cả khả năng sắp xếp công việc, khiến mỗi người Nhật là một nghệ nhân sáng tạo nên cuộc sống của chính họ. 5. Làm giàu từ việc đầu tư cho thế hệ trẻ. Người Nhật rất chú trọng đến việc giáo dục cho thế hệ tương lai. Hầu hết trẻ em Nhật đều được bố mẹ dạy về những vấn đề tài chính cá nhân để chúng có tinh thần tự lập và tự vươn lên bằng chính năng lực của mình. Học sinh ở Nhật đã bắt đầu kiếm được việc làm thêm để trang trải cho những sinh hoạt phí cá nhân hàng ngày của mình. Các bậc phụ huynh Nhật luôn tạo điều kiện để đầu tư cho con cái nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cũng như trải nghiệm xã hội. Họ cũng luôn truyền dạy tư tưởng tự lập, tự đầu tư kinh doanh cho thế hệ trẻ của mình. Vì vậy, người Nhật không lo sợ thế hệ con cháu sẽ không thể tự làm giàu, kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đây cũng là một cách kiếm tiền làm giàu của người Nhật bằng cách đầu tư vào tương lai, đầu tư vào thế hệ trẻ của đất nước. Đi lên từ một đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên, phải tự nỗ lực xây dựng và phát triển từ chính năng lực vốn có. Người Nhật đã chứng minh cho thế giới thấy được sức mạnh và bản lĩnh của họ. Họ có những cách làm giàu khác với những dân tộc khác, nhưng đó lại là cách khiến họ trở nên giàu có và hạnh phúc với những gì mình mong muốn. Nếu có nhu cầu cải thiện kiến thức về tự do tài chính của bản thân, bạn có thể tham khảo chương 7 Quản lý tài chính cá nhân của sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng ở đường link bên dưới video này. Chúc bạn sẽ thay đổi thói quen chi tiêu và sớm đạt được tự do tài chính trong tương lai. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho Happy Life biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để theo dõi những video mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.